gì. Anh bác cũng ở lại lớp rồi em. Bắt đầu sợ. Anh bắt cũng ở lại lớp rồi em. Em bắt thấy chưa? Rồi đúng không? Ok, chúng ta bắt đầu này. Vào đi em. Đấy, anh đang chờ mỗi em. Anh chờ mỗi em Dung đến thì anh mới bắt đầu. Bác nhỉ? Anh đang chờ mỗi em Dung. Em thấy em có chọn được mức nào không? Nhân vật quan trọng nhất mới đến cuối cùng. Linh, cái gì đấy? Nghe sướng nhỉ. Ok, chúng ta bắt đầu nhỉ. Chờ em và Nhung vào đã. Chờ em. Em Linh bỏ toán xong đã. Đúng hay sang bói đúng hay sang đâu chắc là nó tìm hiểu trước rồi. Anh Dung ấy vào. Em Hiên khép cánh cửa kín vào. Anh Hiên. Em khép cửa kín. Điều hòa tự nhiên. Mà điều thật tự nhiên. Em Dung hôm nay công việc áp lực lắm à? Vâng, em công việc. Rồi, anh hiểu. Anh Quan tách kiểu xong chưa? Tách kiểu chưa? Để chúng ta cùng bắt đầu. Bữa trước là học đến đâu em làm nhỉ? Anh làm còn nhớ không? Bữa trước đấy. Bài mấy rồi? 26 à? Trước là mình học đến bài bao nhiêu rồi? Em làm nhớ? 18 rồi à? Hết 18 rồi à? Ok, chúng ta sẽ đi tiếp sang. Chúng ta ôn tập lại chút xíu từ vựng nhé. Từ vựng này. Ok, từ này bài 18. Từ này em Linh còn nhớ từ gì đấy ở trên màn hình đó? Xuân tiện đúng không? Là gì? Là thuận tiện đúng không? Tiện thể nhân tiện. Anh bắt con vào. Tiện thể nhân tiện. Xuân tiện. Sao nóng không? Em nóng không? Em nóng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh Nhung sang sang đây ngồi cho em Lan này, cho nó gió này. Được chưa? Nó đặt cái vấn đề gió đó. Được chưa? Anh Nhung ngồi gần anh đi, gần anh một tí. Được chưa? Anh Nhung ngồi đỡ chưa? Sốt ruột. Ok. Em mắc đã thấy gió chưa? Em bắt thấy mát chưa? Rồi chúng ta. Em Lan sẽ ngồi đấy à? Ngồi đấy. Rồi chúng ta từ Xuân Biên là gì anh? Chúng ta rồi. Tiện thể đúng không? Ok. Em bắt có vào. Tiện thể nhân tiện. Có tiền anh. Tiền gì đấy? Bao của là gì? À, biên phẩm biểu kiện đúng không? Bao của biên phẩm biểu kiện em bắt có vào. Thế này, từ này chúng ta từ này lướt qua. Không, không học. Từ này từ gì chúng ta học rồi? Từ gì đấy chúng ta học rồi? Phần là gì? Phần suất đúng không? Phần suất. Rồi từ này chữ nén là thanh niên thôi, lướt qua từ này chúng ta không học. Từ này từ gì chúng ta học rồi? Báo chí là gì? Báo chí, báo giấy đấy, nghe từ báo giấy, báo chí, báo chí. Rồi từ này chúng ta còn nhớ không? Từ gì đấy? Ná cầm lấy đúng không? Cầm lấy, ná cầm lấy. Đúng rồi, Canada, Canada đấy. Ná, rồi. Còn từ này chúng ta học chưa? Từ gì đây? Dùng là gì? Dùng, sử dụng không? Còn từ gì? Từ gì đây? Ví dụ là không cần nữa đúng không? Em bắt có kịp không? Kịp đúng không? Anh góp mình. Ví dụ, thế từ này chúng ta học chứ nhỉ? Từ gì đây? Lùi xí là gì? Du lịch đúng không? À, du lịch. Ok. Anh Ngoan đã tham gia gì à? Rồi, tiếp này. Em có được trả công không? Hàng nghề. Tại vì bói nghèo. Thế em phải bói giàu vào thì người ta mới trả trả công cho em. Toàn bói nghèo. Em bảo phải bói giàu vào thì người ta mới nghe, người ta mới sướng. Tại biểu là gì? Đại biểu đại diện đúng không? Tại biểu. Rồi, các tiền này chúng ta học rồi nhỉ? Khoán là gì? Đoàn đúng không? Đoàn, các tiền này. Chúng ta chưa? Thăng quan đúng không? Thăng quan. Rồi, từ nay tiếng gì chúng ta học rồi? Làm. Rồi. Làm đúng không? Văn từ. Ừ. Cang rồi. Chú vào rồi. À, tăng. Tăng cộng với lại nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Hoặc là chức vụ. Từ này từ tăng chuyên dùng đối với lại nghề nghiệp ở chức vụ tăng. Chúng ta làm một giây nhé, rồi làm một giây. Ai đấy? Vâng, alo. Vâng. Đúng rồi cho em. Hai tháng, hai tháng, hai tháng. Nhiều khóa lắm, anh dạy nhiều khóa lắm chứ không chỉ một khóa đâu. Đúng rồi, một khóa ra tiết từ cơ bản đến nâng cao đấy. Tiếp này. Ta nghề nghiệp chức vụ. Ví dụ là tôi muốn làm thư ký thì em Linh nói nào. Tôi muốn làm thư ký. Muốn làm gì? Ta mì xùm ra. Thôi em ghi vô cái này vào. Ta mì xùm ra. Tôi là muốn làm thư ký. Em Lam có vào. Tôi muốn làm thư ký. Muốn ta mì xùm. Muốn ta. Hả? Chặn à? Anh vẫn vào bình thường mà. Anh bác đây ầm ầm. Bác đây. Thế em hiên chưa? Thế em hiên chưa? Em đúng đâu? Ừ. Buồn nhỉ. Em ngoan đâu rồi? Không sợ, em ngoan là buồn nhỉ? Không có à? Giờ tiếp này. Anh cũng vừa tắt em rồi đấy. Từ nay từ gì nhỉ? Chúng ta học rồi. Từ gì đấy? Học rồi. Phải gì? Phải là phiên dịch chúng ta, đúng không? Phải là phiên dịch, người phiên dịch hay là phiên dịch động từ? Em quan thấy chưa? Rồi. Từ này từ gì đây? Rồi. Cái gì là gì? Máy bay đúng không? Máy bay. Thế còn từ này chúng ta học rồi. Từ gì đấy? Của trưa là gì? Của trưa là tàu hỏa. Của trưa tàu hỏa. Em chứ không có gì học à? Trời ơi. Không phải. Em vất vả quá nhỉ. Xem mà em đi chắc gì đấy.
Em tưởng em đi chạy đi. Chúng ta làm một giây nhá. Dạ. Vâng, alo. Em ở Hà Nội hay là ở đâu? Ờ thế thì không ổn rồi, thì em anh ở Hà Nội cơ. Anh ở Hà Nội cơ. Quay cho bạn tiếp này. Của chưa này. Tiếp theo là từ gì à? Từ gì đấy? Chúng học rồi. Là gì? Trở về đúng không? Đã trở về. Hoàn từ này chúng học rồi. Từ gì đấy? À, pan đúng không? Pan. Pan này cơ. Là làm đúng không? Pan làm. Còn đêm là từ giúp đỡ này. Pan phải là giúp đỡ. Pan là giúp đỡ. Pan giúp đỡ. Hoàn từ này. Nếu quên thì là gì? À, không vấn đề gì cả đúng không? Còn từ vấn đề gì đây? Vấn đề là gì? Câu hỏi vấn đề đúng không? À, có vấn đề. Ok, giờ em bắt thử nói là các bạn có vấn đề gì không? Em sẽ nói nào. Các bạn còn có vấn đề gì không? Nhưng mà khá nhiều vấn đề không? Đúng rồi. Nhưng mà khá nhiều vấn đề không? Các bạn có vấn đề gì không? Nhưng mà khá nhiều vấn đề không? Các bạn có vấn đề không? Rồi, em ngoan ngó đi. Các bạn còn vấn đề không? Nhưng mà khá nhiều vấn đề không? Là các bạn còn câu hỏi không? Còn có câu hỏi không? Nhưng mà khá nhiều vấn đề không? Thì bạn khá hiểu quần thì mắc. Các bạn còn có câu hỏi không? Em lăng gõ đi. Thì bạn khá hiểu quần thì mắc. Các bạn còn có câu hỏi không? Rồi em bác có đúng rồi đấy. Em bác có đúng rồi. Em bác có đúng rồi đấy. Rồi anh ngoan có đúng rồi. Còn em Linh đâu rồi? Em Linh làm gì đấy? Em Nhung, em Linh đâu? À Nhung đâu? Em Nhung đâu? Em Nhung em gõ đi. Em Hiên đâu rồi? Dạ, rồi tốt. Tiếp theo này, đây là bài số 18, chúng ta sẽ bắt sang bài 19 ngày hôm nay. Đồ vi nào? Ok, chúng ta sẽ sang trang số 33, chúng ta đọc cái cụm từ này. Các cái cụm từ chữ Hán sẽ ở trang 33. Được chưa? Ở trang 33. Okay. Ok, tang cộng với nghề nghiệp. Chức vụ. Chua là động từ làm chung chung. Làm bất kỳ gì đều gọi là chua hết. Chua. À, cang cộng với động từ. Cang à? Cang à? À, cang. Cang. Ok, từ chua. Dùng chung chung à dùng có thể là đúng rồi, từ càng dùng trong văn nói là nhiều nhất là dùng trong bình dân đấy, là dân dã hay nói nha, dân dã hay dùng từ càng càng càng, còn chùa là vừa dùng trong văn nói vừa dùng trong văn viết chùa. Nhi áo càng số 3, bạn muốn làm cái gì? Nhi áo càng số 3, từ càng dùng trong ta, người dân người ta hay thích dùng nhiều hơn từ càng. Nhi áo càng số 3. Hoặc là anh ghi cái từ này, gõ con này vào. Bạn muốn làm gì? Nhiều càng sớm mất. Anh gõ vào nhé. Nhiều càng sớm mất. Hoặc là nhiều càng má, bạn muốn làm gì? Nhiều càng má. Càng má. Nhiều càng má, bạn muốn làm gì? Hay càng má. Chúng ta có hai cách nói là gì? Càng sớm mất. Càng má là gì? Câu nói bình dân, dân dã. Làm gì? Bàn là giúp đỡ. Ok. Bàn đúng không? Rồi, ok. Cảm ạ. Rồi, ok, anh sẽ gọi cái phi đồng đó. Nia. Cảm ạ. Bạn muốn làm gì? Má, cảm ạ. Nia. Cảm sớm ạ. Rồi, thế này, chùa. Chúng ta học rồi, biết rồi đúng không? Làm là chung chung. Và từ nữa, từ bảng đúng không? Bảng là làm, cũng là làm. Bảng là làm. Bảng này là làm. Những cái gì mà liên quan đến hành chính, nhà nước, thủ tục, hành chính, giấy tờ. Bản sửa làm việc. Đang làm việc về cái gì liên quan đến giấy tờ, sổ sách, chứng từ đấy. Bạn nào làm trong cơ quan nhà nước thì phải biết từ này, bản, dùng nhiều. Nên nó thủ tục hành chính thì chúng ta cứ dùng từ bản là sao. Còn dùng từ chùa cũng được, chùa là chung chung bất kỳ cái gì đều gọi là chùa. Và từ cản, cản là dùng trong văn nói rất là nhiều, từ vựng rất là dân dã, bình dân. Cản, còn từ cản má là gì? Từ vựng là
kiểu là vừa chợ búa vừa dân dã cá má. Em thấy là ở đi em đi chợ ấy, các bà bán hàng toàn dùng từ cá má. Bản bản dùng à, dùng để nói về làm những cái gì mà liên quan đến giấy tờ sổ sách chứng từ. Bản thủ tục hành chính, là thủ tục hành chính giấy tờ sổ sách. Bản đẹp thủ chùa là nó có sự khác nhau đấy, nên chúng ta phải lựa tình hình mà chúng ta dùng. Còn nếu mà em cái này em vào trong làm sao cả má, làm sao cả má, cả má công này dùng rất là dễ gây hiểu lầm đấy, nhớ cả má. Cái này dùng rất là dễ hiểu lầm, nhau căn má. Cậu thích làm sao thì làm sao là như vậy, kiểu ra dễ gây sự. Câu này là thích câu kiểu là gây sự. Cậu thích làm sao kiểu câu gây sự. Cái này câu này chúng ta hạn chế dùng khi mà chúng ta dùng ở trong bạn bè với nhau thôi, chúng ta dùng nhéo căn má. Còn nhéo ca sớm mất thì cũng được, làm thì nghe nó mức độ bình thường. Bắt chỉ Mắc ca. Bởi vì anh là xoái ca. Rồi, tốt, tự nhiên nha. Em qua nắm được chưa? Ổn chưa? Yêu màu hồng, ghép màu đen. Yêu màu tím, ghép sự chỉ chung. Anh ơi, yêu màu tím, ghép sự chỉ chung. Không hiểu. Lãng mạn ghê nhỉ. Ok, em bắt tập trung quá. Gì đấy? Đâu à? Em Trang của anh Bắc đấy, em Trang của anh Bắc đây. Em Trang rất là hợp cạn với anh Bắc, rất là hợp cạn. Rồi chúng ta tiếp nhá, chúng ta không làm ăn nữa. Rồi, tiếp nào. Chúng ta sang trang 33. Trang 33. Chúng ta sẽ đi tiếp sang cái phần chúng ta đọc cái phần cụm từ dự án. Đọc cụm từ dự án ở trong bài số 3. Ở trong 33. Được chưa? Ok, chúng ta đọc nhá. Được chưa? Em bắt tìm được chưa? Cái phần cụm từ dự án này ở bài số 3, ở trang số 33. Rồi, tập này. Đọc này, em bắt đầu nhá. Tăng lão sư. Rồi tiếp này, tăng tài phụ. Rồi làm bác sĩ đấy. Tăng tài phụ là làm bác sĩ. Ba ba em. Ba ba chưa em. Tăng tài phụ là chưa, làm bác sĩ này. Rồi tiếp này, tăng phan nhi. Rồi tăng luật sư. Tiếp này, thi bạn hữu chia sổ. Rồi tiếp, thi wǒ huán shú. Thi wǒ huán shú. Kể ma ma tả tên khoa. Rồi tiếp này. Kể đại biểu thoán tăng phan nhi. Tăng phan nhi. Rồi tiếp này. Chị su. Chị quang phán. Chị bao quả. Chị trung yào. Ok. Lần trước chúng ta đều biết hết từ vựng rồi sao. Biết hết từ rồi sao đúng không? Ok, chúng ta sẽ sang tiếp sang. Em Lý có thích làm bài tập không? Anh có thích làm bài tập không? Ở trang số 35. Làm bài tập chúng ta sẽ nhớ từ vựng tốt hơn. Ở trong 35 chúng ta làm thử một bài nhé. Bài số 3 tìm từ vựng chỗ trống. Đâu? Tại em làm hết rồi, tại em gọi anh đâu. Thôi anh nhìn sách của bạn là bạn làm vậy cho đỡ. Em dùng hư quá nhỉ. Tại sao em phải chờ các bạn chứ? Em cứ làm đi trước anh thằng. Rồi chúng ta làm bài tập số 3. Bài tập số 3 là điền từ vựng chỗ trống. Em ngoan thì chưa? Điền từ vựng chỗ trống ở bài số 3 trong 35. Ok. Câu số 1 thì chúng ta chọn từ gì để vào chỗ trống đây? Em ngoan làm câu 1 xem nào.
Câu 1 ai làm nhỉ? Câu 1. Em Linh làm đi câu 1 đi. Em làm được sửa cái gì đâu. Rồi, câu 1. Cái gì đấy? Rồi, câu 1 làm thế nào? Của chú yêu chú ý. Chị bà của, rất tốt, chính xác. Của chú yêu chú ý, chị bà của. Tôi đến gì? Bưu gì? Bưu điện. Gửi bưu phẩm. Rồi, tốt tốt. Rồi, câu 2, em là câu 2 nhỉ? Câu 2, anh Nhung làm đi. À, hai à? Xeo ủ, là sư là Phú Tảo, Phụ Đạo. À, Phú Tảo. À, Phụ Đạo đây. Rồi, tốt. À, đúng rồi, tốt, chính xác. Phú Tảo là Phụ Đạo nhá. Phú Tảo, chúng ta có từ Phú Tảo. Rồi, chúng ta tiếp này, từ Phú Tảo xong đây. Bạn nào chưa biết từ Phú Tảo thì có thể gõ từ này vào. Phú Tảo là Phụ Đạo. Phú Tảo là Phụ Đạo. Phú Tảo. Phú Đạo. Rồi, tiếp theo cô số 3 thì ai làm? Em Linh sao làm nhiều đấy? Bạn cô 3. Em làm đi, cô 3. Ờ, cái của mài cỡ. Mài cỡ gì? Mài cỡ bẩn chứ. Bẩn chứ là cuốn vở. Khỏi mang rồi. Nhìn xuân biên cái của mài cỡ bẩn chứ khỏi mang. Bạn tiền thẻ mua cho tôi một cuốn vở được không? Được không? Rồi. Ok, câu số 4 thì anh làm nhỉ? Câu số 4 đi. Câu số 4 là anh làm. Nhung à? Anh Nhung đâu? Câu số 4 à? Đâu câu số 4? Câu số 4 này em ngoan làm đi. Anh ngoan đâu rồi? Thế à? Sao thế? Buồn đấy. Sao buồn đấy? Anh Nhung em phụ để tóc đi. Anh Nhung em làm câu số 4 đi. Câu số 4 em chọn cái gì? Đúng rồi. Có em chọn cái gì? Từ gì? Và câu số 4 bài số 3 trong bài 5. Tôi dùng cái email là gì? Dùng. Chúng ta chọn từ dùng. Của những email là cái papa mama sẽ gì? Rồi tiếp câu 5 thì em Hiên làm đi. Câu 5 là gì? Em biết chọn câu gì? Chọn từ nào? Đó được rồi. Thế lại một chữ à? Được cuối. Rồi thế anh sẽ cạch ba em. Cạch ba em. Hitler ba em. Tiếp theo. Rồi ok. Chưa xe gì? Hoa đúng không? Chơi xe hoa. Hoa bông hoa. Chơi xe hoa rồi. Rồi câu 5 thì... À câu 6 là gì? Em bắt làm thế nào câu 6 đi. Của cân đi. À, tốt tốt. Của cân. À, tốt. Của cân tại biệt khoán. Ý chỉ trị sang hải sang quán. Ok câu 7. Em làm đi câu 7 của em làm. Câu làm nào. Câu 7. Em làm thế nào câu 7. Tham gia gì? À, ok. Chua phê gì? Chuy phê chứ. Vị xíu. Vị xíu. Rồi tốt. Câu 8 em... Cô 8, anh làm đi, cô 8. Cô 8, em bắt làm đi, cô 8. Em bắt làm cô 8 đi. Của cải tài biệt khoán gì? À, làm gì? Làm phiên dịch làm gì? Tam phán gì đúng không? Tam phán gì? Ra tưởng được tam, là xong, ta. Cái gì đấy? Tam phán gì là phiên dịch đúng không? Rồi, tiếp này. Tam là làm phiên dịch đúng không? Đúng rồi. Ta là phiên dịch rất tốt. Ờ, chúng ta đi tiếp sang bài số 4 đi, là sắp xếp các từ sau thành câu. Câu 1 thì ai làm được câu 1 đi? Ờ, chi gì? Sang tiền chứ nhỉ? Sang tiền. Sang tiền. Mải tôm gì rồi? Câu 2. Chúng ta làm nhá. Mình thiên gì? Ờ, tài biệt khoán gì? Ok. Rồi tốt. Ok, câu 3. Câu 3 là gì? Tha gì? Tha cái tài biệt khoán. Tạm phán gì? Rồi, tốt, câu 4. Của chi sang hải gì? Kha y cơ. Hóa nghiệp. Rồi, tốt. Câu 5, Elin làm đi. Câu 5, Elin làm đi. Câu 5. Elin làm câu 5 đi. Thiền phan là gì? Đình phương, tên người. Tên người. Sang vàng gì? Lên mạng. Trá gì? Trá sang vàng. Trá tư liệu. Dữ liệu. Rồi tốt. Câu 6. Em làm là câu 6 đi. Em làm đi. Câu 6. Ờ, cô ta dùng email viết thư cho bạn là gì? Câu 6. Cô ta dùng email. Thái dùng email. Email. Kể phóng hiểu gì? Sẻ xì. Rồi tốt. Rồi. Em dùng làm nhanh quá là em bắt không kịp làm nữa. Lại hết phần cái bắt rồi. Rồi em bắt làm câu tiếp theo đi. Em bắt làm câu 7 đi. Câu 7 là thế nào? Của trắng sao vào gì?
cái anh phải giờ là thế là tốt. Cô tám ai làm đi, cô tám, cô tám ai làm nhỉ, cô tám ai làm được rồi, cô tám em làm đi, cô tám đi rồi tốt. Ờ về chúng ta làm xong cô tám rồi đúng không, chúng ta sẽ sang tiếp theo giờ chủ nhật này xuống không. Ok, chúng ta đi tiếp sang bài 19 đi. Bài 19 không? Em nhưng học rồi. Không được, vì sao vậy? Sao em không học rồi? Ok, hôm trước học rồi mà sao em bắt lại quên à? Em bác cẩn thận nhá. Em bác học tập trung vào nhá. Trong 42, từ số 1. Kiểu này... Cái này bác lại không tốt nghiệp được. Dễ không tốt nghiệp lắm. Rồi ok. Chúng ta đi tiếp là trang số 42. Trang 42 em ngoan nhá, trang 42 này. Bài số 19 rồi đấy. Ok, từ số 1 đầu tiên là từ Ủy Đông Phú là gì? Áo Lâm Vũ. Đó, Ủy Đông Phú, Áo Lâm Vũ. Em Linh có thích Áo Lâm Vũ không? Có. Ok. Em bác có vào từ Áo Lâm Vũ, em có đi. Áo Lâm Vũ. Áo Lâm Vũ là Ủy Đông Phú. Em cười gì đấy? Em không hiểu em cười cái gì. Không, thầy sẽ bảo bạn trai tương lai của em như em. À, thế à, Ủy Đông Phú là Áo Lâm Vũ. À, chúng ta có từ nữa thì gì à? Thì yêu là vừa. Ok. Chúng ta có từ nữa từ em Linh thích mặc quần bò. Quần bò là nhíu tải khu, em ghi vào. Nhíu tải khu là quần bò. Em nhớ 2 lần thôi. 2 lần rồi. Từ này em sẽ dùng nhiều đấy. Nhưng mà anh thấy em Dung hay mặc quần bò mà. Em có mặc quần bò rồi thấy. Thế? Em bị kỹ năng vào lần lấy à? Mặc quần bò nó tốt mà. Bác mặc quần bò suốt này. Nó không. Em Dung mặc quần bò cho nó thể thao. Cho nó. Em thích mặc quần bò mà rắc thành như to lên. Quần bò rắc. Thế là cố tình cắt quần bò cho nó sạch rách rưới, cố tình. Hoàn cảnh quá nhà, hoàn cảnh quá. Anh thương em quá, anh thương em nhung quá, thương quá. Rồi tiếp này, có từ đã nhỉ? Em Linh thích mặc còn mặc cái gì nữa? Toàn khu là quần sóc. Toàn khu quần sóc. Ok, áo phông là gì? Áo phông là chân sát. Chân sát. Áo phông, chân sát. Rồi. T-suy sát áo phông. Chúng ta là suy sát. Chân sát. T-suy sát. Thôi. Chân y, thì suy sát, thì suy áo, áo phông. Và áo sơ mi là gì? Chân sát. Áo sơ mi. Rồi, ok, chào anh đi. Chúng ta có những từ mà chúng ta nên biết vào, bởi vì chúng ta sẽ dùng nhiều khi mà chúng ta đi mua hàng. Thì suy là áo phông. Áo phông mà em Linh đang mặc đấy, là áo phông thì suy. Chân sát áo sơ mi. Trên sạc áo sơ mi. Trên sạc áo sơ mi. Trên sạc. Nếu là bò mà. Nếu giải khu là cần bò. Trải là cái chất liệu gì đó. Chất liệu dạng, chất liệu vải. Khu là quần chất liệu vải. Bò. Vải bò. Toàn khu là quần sót này. Thì suy là áo phông này. Trên sạc áo sơ mi. Trên sạc áo sơ mi. Em yêu thích. Nó là uy. Chúng ta có từ xía là giày chung chung. Chúng ta đọc từ xía là giày chung chung. Xía giờ là giày. Xía giờ là giày chung chung. Xía giờ là giày. Giày thể thao là gì? Uy tung xía. Máy body là sao? Uy tung xía là giày thể thao. Uy tung xía. Máy body à? Máy body là bánh như thế nào? Anh chưa hình dung được. Ôm người à? Vỏ chít à? Vỏ chít là cái gì? Váy body. Yeah.
À rồi anh hiểu rồi. Eo này, mông này, xong rồi có ngực không? Có. Ngực à? Thế à? Anh cứ lên sắp là rồi. Ok, vậy body thế thì à thế là vậy, tức là vậy bó gì nữa? Đúng rồi. Thế mà vậy bó nó nhanh cái vỏ body. Lằng nhằng quá, lắm chuyện là chuyện. À, nó là chỉnh sân trí là váy váy body chỉnh sân trí là váy body là váy ôm người đấy váy body chỉnh sân trí chỉnh là sân là người thân thể rồi chỉnh sân trí ghi vào chỉnh sân trí váy body quy tụ chỉ là à chỉnh anh có nhầm chỉnh sân trí chỉnh là chật đấy chật chỗ đấy chật à, còn sân là người cơ thể body đấy còn chính là váy là bó người em như buổi tới mặc váy body nhá buổi tới mặc váy body nhá xem anh xem thế nào à. Còn tiền nào còn cái quần áo nhỉ em quần áo gì em lý thích mặc nhá giày thể thao huyền tung giày thể thao chỉnh sân chính là váy body xía thì là cái là giày. Em Dung hôm nay không đi giày cao gót à? Em có nhưng mà em thấy em đi. Thế sao em không đi giày cao gót đi học luôn? Không, phải lấy sách chứ thầy. Dạ. Vâng, em đi giày không. Ồ, sách đầy đầy nhỉ, sách đầy đầy. Sách đầy. Bộ tế em đi giày cao gót nha. Dạ. Bộ tế em đi giày cao gót nha. Đi cho nó đẹp. Cao gót chỉ là gì? Cao gót chỉ là giày cao gót. Em lấy thích. Không chỉ là cao gót, em ghi vào. Em lấy thích đi giày cao gót không? Không à? Đó chưa? Đó chưa? Em thấy đẹp mà. Giày cao gót đi đẹp mà. Em nhưng mà đi giày cao gót chắc là chân dài lắm nhỉ? Thế à? Em nhưng mà bao nhiêu? Mét sáu mấy? Em nhưng mét sáu mấy? Sáu mấy? Chắc anh phải tưởng 64 chứ? 64. Dạ. Rồi ok. Giày cao gót, cao con xiên giày cao gót. Ví dụ chỉ là giày thể thao, những từ này chúng ta nên biết để sau này chúng ta khi mà đi sang Trung Quốc chúng ta biết cách và hỏi để mua đồ. Chỉ sân chuyến này, có tên nào nhỉ? Chắc hết rồi đúng không? Kẹt là cái gì? Không hiểu. Không biết có thể. Thế thì chúng ta chỉ rồi. Ok, còn cái nào nhỉ? Ellie tiếp mặc cái gì nữa? Hết rồi không? Rồi, thế là từ số 2 từ yêu. À, bikini là bikini. Bikini là bikini. Bikini. Sao? Em không đưa những từ cấm vào trong câu lờ rồi. Đây là bikini rồi chưa? Anh ghi vào bikini. Có tiền nào? Em lấy mặc bikini à? Dạ. Bạn gái à? Ok. Có tiền nào nhỉ? Em là anh đỏ mặt rồi đấy, đỏ mặt. À gì vậy? Em lấy vỏ gì nhỉ? Khỏa thân đúng không? Khỏa thân là gì ấy? À, lúa thì là khỏa thân, lúa thì. À, lúa thì. À, lúa thì. Lúa thì là khỏa thân, lúa thì khỏa thân, lúa thì. Thì là thân, lúa là khỏa. Lúa thì khỏa thân. Thế à? Em đi
Tờ tiếp này. Rồi. Ok, thôi. Rồi thép. Tôi kể em Linh, tôi kể. Rồi, chúng mày đi tiếp nha. Từ số 2 là yêu yêu. Cái dùng nó gì? Yêu. Cộng với tính từ, xong rồi cộng với lại yêu. Xong cộng với tính từ. Là vừa thế này vừa thế kia. Vừa thế này vừa thế kia. Vừa sinh vừa giỏi đấy, vừa sinh vừa gì đấy. Giỏi là bằng, giỏi, bằng là giỏi, không thật bằng. Ta thật bằng, con ta rất là giỏi, con rất là cử, bằng. Con rất là cử, rất là giỏi, xuất sắc, bằng, ta thật bằng, giỏi, bằng, ta thật bằng, rất là giỏi, thật bằng. Bằng kia là giúp đỡ, còn đây thanh 1, còn đây là bằng thanh 4 là giỏi. Anh ta vừa giỏi vừa đẹp trai là gì? À chúng ta học từ đẹp trai nhỉ? Xoay cơ đúng không? À xoay đẹp trai vào rồi không? Cô ta vừa anh ta rồi. Anh ta vừa giỏi vừa đẹp trai. Tha gì? Tha nhiều. Bảy trinh đỉnh, ok. Bảy trinh đỉnh quá. Bắc trinh đỉnh, bảy trinh đỉnh. Yo, vừa đẹp, à vừa giỏi, vừa đẹp, đẹp trai này đi. Yo, bang. Yo, bang, yo. Yo, xoài. Yo, xoài là xoài đẹp. Còn xoài kia là xoài ca là da đẹp. Xoài kia là da đẹp. Xoài là đẹp trai. Học kia là. Xinh quá. Có mày kinh quá bảy trinh lý bảy trinh lý bảy trinh lý yêu yêu bằng yêu xoài giám đốc Bắc vừa gì vừa giỏi vừa đẹp trai yêu xoài tăng cái gì từ gì. Ok, em ghi vào. Em ngoan ghi vào. Em ngoan gõ. Em gõ vào. Nó chụp dàn dàn chụp thì gõ vào chứ. Sao Bắc trên lỉa sao? Ừ, như vậy chị nhớ cái mẫu câu này đúng không? Bắc à? Chị nhớ cái anh Bắc. À, Bắc trên lỉa. Yêu yêu. Vừa. Rồi, ok. Em ngoan đi vào nhá. Đố thì, rồi. Chị chân chị. Ok. Anh ngoan ghi vào, anh ngoan có vào. Cô lại cô vừa rồi. Em bác gói đi, anh gói đâu. Anh không thấy gì cả, em gói đi. Được chưa? Em lan gói vào, câu này. Phải chứng đỉnh yêu bằng yêu xoài. Thế này. Chúng ta đi tiếp từ bây giờ, từ số 3, từ PNG. Là gì? Rẻ. Rẻ. Ví dụ này. Ok, giờ em Linh thì nói là chiếc chiếc quần bò này vừa tốt vừa rẻ. Anh có nào? Chưa thiếu. Thiếu là lựa từ của quần áo. Của quần bò, quần. Chưa thiếu. Thiếu là lựa từ của những cái đồ vật mà nó có ống, hình ống mà nó dài dài. Là thiếu là quần có hai ống quá. Là chưa thiếu nếu giải thủ. Thiếu. Quần lựa từ là thiếu. Áo là chè. Đúng không ạ? Chè. Quần tức là théo lại théo là lựa từ của những đồ vật mà nó có hình ống dài dài ví dụ như con chó con mèo đều là théo được hoặc là quần chưa théo như giải khu vừa tốt vừa rẻ yêu khảo yêu khảo yêu kiểu gì vừa tốt vừa rẻ chúng ta có con đèn vào chưa théo như giải khu là quần chiếc quần bò này vừa tốt vừa rẻ ok chưa théo nếu giải khu yêu khảo yêu kiểu gì vừa tốt vừa rẻ. Được chưa? Em Nhung viết vào, em viết vào sách đi. Chiếc quần bò này vừa tốt vừa rẻ, chưa thiếu nên tại khổ yêu khờ. Quần bò thì nó có hai ống mà. Cái hình ống là thiếu.
Rồi. Khéo là lên từ của quần nữa. Của quần. 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 Đúng không? Quần. Chưa khéo. Hoặc là và váy nữa. Váy là hình, có dạng hình ống mà. Chưa khéo. 9 giờ. À, hoặc là váy là hình hình một ống á. Là váy á. Váy là 9 giờ. 9 giờ là váy. 9 giờ chúng ta vừa nói rồi đúng không? 9 giờ là váy. 9 giờ là váy. Đấy. 9 giờ là váy. Quần váy à? Anh chưa hình dung được quần váy là như thế nào? 9 giờ. Anh lít thích mặc váy không? Có. Anh thấy em toàn mặc quần đùi. Mặc váy là váy là cái gì vậy? Chuyến giờ là váy. Chuyến giờ là váy đúng không ạ? Ờ hay nhỉ, mốt thời trang mốt. Ờ hay nhỉ. Anh thì nó nghe thì cũng được, nó cũng là phải cách. Ờ buổi tới em dùng mặc đi giày cao gót nào. Cho đẹp. Buổi tới chạy với con quần sóc đi giày cao gót em. Kinh quá nhỉ, kinh sợ. Thế này. Chuyến giờ. Ờ khé gì nào? Chả. Hay nhỉ. Cái phải đâu. Quần áo hai dây. Áo hai dây rồi. Ok. Ok, em hiện có đúng rồi. Ok. Rồi, ok, chúng ta tiếp nha. Tiếp theo từ dưới từ tráng là gì? Dài, tráng dài. Lát nữa chúng ta đi ọp nha, cho nó vui. Lát đi ọp nhá, cho mát. Trời mưa rồi nó mát, chứ đi mát. Đi ọp nhá. Ọp ở đâu? Ọp thật hay ọp đùa đấy em? Ọp thật hay ọp đùa đấy? Ọp đùa, thật à? Chân tờ. Mặt sâu đi. Mặt mẹ em ấy. Lát đi ọp cho nó xả stress vậy. Xả hơi đi. Anh với anh nhìn Linh anh không tập trung được. Không tập trung được. Ọp cho nó cho anh đỡ stress. Nhịn. Hôm nào có em Linh là anh mất tập trung quá. Tập trung. Chuyện gì? Cái gì? Rồi, thế này. Chè à? Chè. À, chè là trá không rồi? Trá là chè. Chè với chè như nhau mà. Chè là, mà chè là một. Chà chè. Ai chưa dùng, ai chưa tin cái từ đó. Chè. Rồi ta từ từ đi thôi. Đi ra. Ok, chúng mình tiếp này. Lớp này anh nghĩ có khả năng là sẽ phải ở lại lớp. Lớp không tốt nghiệp được. Lớp xong nhưng anh sợ em học mình. Học mình. Các sáng có. Có các sáng. Sao thế? Game mất trật tự công cộng à? Game mất trật tự công cộng. Ôi giời. Em Linh mộng quá. Tiếp này. Tráng là già. Tráng là già. Ok. Hôm nay chắc là chúng ta học không vô nữa. Không vào nữa. Tráng là già. Ví dụ này.
Ok, em Yên thì nói là tôi bạn thích mặc váy dài không? Em nói là bạn thích mặc váy dài không? Ni Xuân gì? Xuân à, Xuân Xuân là mặc nhá. Xuân là mặc. Xuân. Ok, Xuân là mặc. Xuân là mặc. Xuân là đầu từ mặc. Mặc. Ok, em thử nói là anh biết là bạn thích mặc váy dài không? Em sẽ nói là. Ni Xuân Xuân gì? Trắng chuyến tức là váy dài. Ni Xuân Xuân. Ni Xuân 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 trắng. Chuyến tơ mắc. Bạn thích mặc váy dài không? Chán chuyến tơ là váy dài đó. Ok. Em bác có vào. Bạn thích mặc váy dài không? Ni xỉ quan. Quan. Vì sao vậy? Sầm bơi sầm mơ. Mày ngắn. Ni xỉ quan chuan chán chuyến tơ mắc. Bạn thích mặc váy dài không? Em ngoan có vào. Bạn thích mặc váy dài không? Ni xỉ quan chuan chán chuyến tơ mắc. Vì sao vậy em? Em Linh mặc váy ngắn chắc là hot lắm, hot lắm. Hot girl. Em Linh mặc váy ngắn xem nào. Em chưa thấy em mặc váy ngắn bao giờ. Ok. Trắng là dài. Ok, em Nhu tưởng nói là tôi thích mặc váy ngắn, anh nói nào? Cho ăn gì? Toàn chuyến rồi. Toàn chuyến. Toàn chuyến là sao? Toàn chuyến. Tráng chuyến là váy dài, còn toàn chuyến là váy ngắn. À, chúng ta có bạn. Ủa chỉ quan choan toàn chuyến, tôi thích mặc váy ngắn. Ủa chỉ quan choan toàn chuyến, tôi thích mặc váy ngắn. Ủa chỉ quan choan toàn chuyến. Em quan có bạn. Ủa chỉ quan choan toàn chuyến, tôi thích mặc váy ngắn. Em quan gọi đi. Tôi thích mặc váy ngắn. Tôi thích mặc váy ngắn. Ok, đúng rồi. Trắng chuyến thôi mà, rồi tốt. Anh Ngoan có vào, tôi thích mặc váy ngắn, rồi tốt. Anh Ngoan thích mặc váy không? Anh Ngoan. Ý chỉ quan trắng chuyến thôi mà. Váy à? Quần đúng không? Vâng à? Thế à? Thế thì... Bạn đi đi chơi. Thế chị mặc váy thôi mà. Hôm nay em Nhung đi gặp khách hàng đúng không? Em chơi. Chơi à? Chơi với ai? Bạn em. Bạn em. Thế à? Em Nhung có bồ rồi à? Em Nhung có bồ rồi à? Em có bồ rồi à? Em có bồ rồi à? Rồi tiếp này. Rồi ok, chúng ta tiếp là từ ít tỉa. À, ít tỉa là gì? Một chút xíu xong rồi đúng không? Anh Linh giới thiệu đi. Anh Linh giới thiệu đi. Ok. Rồi ok. Chúng ta đi tổ chức vào nhá. Cổ chúc vào là tính tiền cậu ý tiền là gì một chút xíu. Gì một chút. Ok. Rồi tính tiền ý tiền là như thế nào một chút xíu. Tính tiền ý tiền là như thế nào một chút. Ví dụ này. Phải đi à. Tờ, chúng mình ghi vào nhá. Có chút câu tờ. Cộng danh từ là cái gì đó như thế nào một chút. Anh ghi nhiều chút vào. Tính từ cộng ý kiểu cộng với tờ cộng với danh từ là cái gì như thế nào một chút. Ví dụ này. Ok, giờ em nhung tưởng nó là tôi muốn mua váy ngắn một chút. Tôi muốn là xem váy ngắn một chút. À, ok, 我要买, 我要买.
Với mày ít cháu vé tôi muốn mua váy ngắn một chút. Tôi muốn mua váy ngắn một chút là gì? Với nhau mày ít cháu tỏa ít đẹp tỏa ít đẹp tơ chuyến giờ rồi chuyến giờ là gì? Váy đúng không? Chính là váy danh từ. Ở đây công thức cấu trúc câu là định ngữ cộng với tơ và cộng danh từ đấy, cấu trúc từ ngữ. Nó hiểu nhưng mà nó sẽ cảm thấy nó hơi lùng củng, hơi ngang ngang. Dạ. Kiểu là như mình ấy. Mình bảo, đúng không? Thì nó nghe nó không hợp với cái logic của nó, không hợp với cái trật tự nó thì nó hơi lạ lạ, nhưng mà nó bất hiểu. Không hiểu. Có hiểu không ạ? Em hỏi cái quốc anh ấy, em hỏi từ đấy thì anh ấy vừa mới nghe luôn. Dừng ngược nghe. Hay nhỉ? Sao anh bảo là bắt tức được gì cứ pháp, đi thi là một chuyện, nói là một chuyện. Cũng được, được mà. Cái pháp thì mình cũng thế mà. Rồi ok, em ghi vào. Tôi muốn mua chiếc váy ngắn một chút. Ủa ya mày. Tôi muốn mua một chiếc gì? Ủa ya mày ít cháu. Tỏa ít cháu tới chuyến giờ. Tôi muốn mua một chiếc váy ngắn một chút. Ủa ya mày ít cháu. Tỏa ít cháu tới chuyến giờ. Ủa ya mày ít cháu. Tỏa gì? Ít cháu tới chuyến giờ. Chúng ta qua. Ok, chúng ta là cái câu mà có chút định ngữ đấy. Các bạn nào còn quên thì chúng ta ghi vào định ngữ này cộng với tơ và cộng với chung định ngữ. Đây là bài số 13. Cộng với lại tơ cộng với n. Quần xịn là quần trong gì đó, quần lót gì đó. Là nề khu quần trong, quần lót, nề khu. Là quần lót, nề khu quần lót. Là quần trong, nề khu là quần trong, nề là bên trong mà. Rồi đây. Đây rồi. Định ngữ cộng tơ. À đây. Đây rồi. Anh Quang có gì buồn cười vậy? Anh không hiểu, anh cười cái gì? Em Linh, anh cũng hiểu. Anh ghi vào tính từ cộng ý tiểu cộng với tơ cộng danh từ. Tính từ cộng ý tiểu cộng tơ cộng danh từ. Với giá mại ý tiểu toàn ý tiểu tơ. Em chụp cái xong mà, đã phải ghi. Chụp cái xong. Chúng con nha, chúng con. Anh ghi vào định ngữ cộng với tơ cộng với danh từ. Đây có chút câu đấy, cái này rất quan trọng. Được chưa? Em chỉ có thể đúng rồi, bởi vì em muốn dịch ngược ấy, em phải nắm chắc ngữ pháp. Xuôi thì bao giờ nó cũng làm dễ hơn mà, ngược thì nó sẽ khó hơn. Đúng rồi. Chỉ có trừ phi là dịch cabin hay là dịch thấp tùng. Dịch xuôi thì nó dễ hơn. Còn dịch ngược nó sẽ yêu cầu ở mức trình độ nó cao hơn về ngữ pháp. Học phải thật chắc. Ok. Còn nếu mà muốn chuyển sang tiếng Trung, từ tiếng Việt sang tiếng Trung thì phải chuyển đúng thì người ta mới hiểu được. Mình mà mình cứ nói xuôi là người ta cũng bị loạn đấy. Nên làm việc dịch nó phải dịch ngược nó phải khó hơn. Với mày theo tỏa ý đạo được chuyển ra. Được chưa? Em ghi được chưa? Rồi tiếp này, anh Ngoan ghi được chưa? Em bắt được rồi. Giờ tốt. Anh Ngoan đâu? Anh ghi vào. Anh có câu vừa rồi vậy, câu mà chúng ta ở trên lớp này. Đây đây. Ủa ya mày theo toán ít đảo tờ chuyến ra, em có vào. Cái gì? Như thế nào một chút? Cái gì? Như thế nào một chút? Cái gì? Như thế nào một chút? Danh từ nó chưa là trung tâm ngữ đấy, mày ghi là N cho nó nhanh. Không được. Trung tâm ngữ ghi nó hơi lằng nhằng. Rồi ok. Chúng ta nhớ cấu trúc này nhá. Nhớ thật kỹ vào. Cấu trúc này rất quan trọng đấy, nhớ thật kỹ vào. Tính từ cộng ý tiểu cộng với tơ.
chúng ta lấy ví dụ tiếp để minh họa cho cấu trúc này. Ví dụ này, giờ em nghĩ điều đó là tôi muốn xem chiếc váy dài một chút. Em hiện nói là bây giờ khan gì, tôi muốn xem chiếc váy dài một chút. Bây giờ khan gì, bây giờ khan gì, trắng ít đi, trắng ít đi tớ chuyển trở luôn, tôi muốn xem chiếc váy dài một chút. Bây giờ khan trắng ít đi tớ chuyển trở nè, tớ chuyển trở ở đây chuyển trở là n rồi đúng không, đối chiếu là n là tớ là từ liên kết rồi, ít đi ở đây đúng không, đây có rồi, trắng là gì, tính từ. Ok, vậy thì bây giờ khan cái cụm này nó là chính là tân ngữ. Anh thấy không? Chúng ta biết S cộng V cộng O, cái này chúng ta học rồi đúng không? Còn nhớ? Cái này anh Nhung còn nhớ? Ok. Vậy thì đây chủ nghĩa là gì? Là ủa đúng không? Yeah là động từ năng nguyện rồi. Động từ này, động từ đây. Và O tân ngữ nó không là danh từ nào, mà cho là cái cụm này. Đấy, thấy không? S O này nó là cả cái cụm này. Này cả cụm là dài này. Còn trong cái cụm là tân ngữ này thì chúng ta có cái phân tích kia là gì? Tráng là tính từ này, ít à là phó từ này, và chuyển từ là danh từ. Đấy, chúng ta ngữ. Đó, và o là cái cụm là dài này. Đó. Đúng không? O. Trong cái o này thì chúng ta phân tích kỹ hơn thì chúng ta có những cái thành phần như sau là tính từ và ít à phó từ này, và tơ là trợ từ liên kết, và chuyển từ là chúng ta ngữ. Được chưa? Chúng ta học cấu trúc này là cấu trúc tổng quát, là cơ bản nhất. Đầu tiên này. Nên là làm phiên dịch nó phải thật học thật chắc cứ pháp. Tức là từ ở giữa từ y đẻo đúng không? Và từ toàn là gì, ngắn, học rồi đúng không? Lúc qua. Và sân là gì? Là sâu đậm. Sân sâu đậm. Chẳng nhạt. Ví dụ này. Ok, giờ em Linh thích màu gì ấy? Em thích màu đậm không? À màu đậm. Màu đen à? Ok. Màu đen là màu đậm này. Đen nó là gì? Tôi thích màu đậm. Em sẽ nói nào. Tôi thích màu đậm là gì? Ủa chỉ qua sân nhãn sơ. Rồi. À là màu đậm đấy. Tôi thích màu đậm. Ủa chỉ qua sân nhãn sơ. Chúng ta có vào. 我喜欢深颜色. Tôi thích màu đậm. Chúng ta có vào. 我喜欢深颜色. Là tôi thích màu đậm. Bỏ ba ba là bố tôi. Phải dịch ngược lại. Dịch từ đuôi lên đầu. Đúng rồi. Nên chúng ta phải dịch ấy. Đúng rồi. Tiếng Anh thì nó xuôi hơn đúng không? 我喜欢深颜色. Tôi thích màu đậm. Đúng không? Nó từ câu cấu trúc của tổng quát nó phân ra thêm cấu trúc chi tiết hơn. Đúng rồi. Xem. Rồi chúng ta tiếp này. Giờ tiếp theo là từ triển là gì? Là nhạt. Ví dụ là màu nhạt là gì? Triển nhạt sửa. Em bắt có vào. Giờ em nhung gì? Em phủ để tóc đi. Em thử nói là bạn thích màu nhạt không? Nhưng tầm một số đó. Nhi sĩ quan chèn yến sơ mát. Rồi, chúng ta có ạ. Nhi sĩ quan chèn yến sơ mát. Bạn thích màu nhạt không? Nhi sĩ quan chèn yến sơ mát. Bạn thích màu nhạt không? Được chưa? Nhi sĩ quan chèn yến sơ mát. Bạn thích màu nhạt không? Rồi, ok. Em lang có đúng rồi. Em bác có đúng rồi. Em hiên đâu rồi? Em hiên có đi. Em hiên làm gì đấy? Em gọi đi chứ. Rồi tiếp theo em phụ lại tóc rồi, em gọi đi. Mình xua thư ký. Thư ký. Anh thấy bác làm thư ký ổn đấy. Bác làm thư ký ổn đấy. Mình xua thư ký. Rồi tiếp này. Ở giữa từ số 9 từ sư là thử. Sư thử. Phiên dịch quá. Sư là thử. Sư là thử nha. Chúng ta học từ cái gì ạ? Động từ cộng với lại ý sai cho bác chưa nhá. Động từ ý sai là làm gì một chút. Làm rồi đúng không? Được rồi. Sư ý sai là thử một chút. Sư ý sai. Thử một chút. Sư ý sai. Có ý là gì? Có thể là họ cho phép. Có thể là phó động từ năng nguyện đấy. Ví dụ này. Giờ em nghe thử nói là tôi có thể thử một chút chiếc váy này không? Em nói nào. Rồi, có ý gì? 试一下这条裙子吗? Rồi chúng ta có bạn. 我可以试一下这条裙子吗? Tôi có thể thử một chút chiếc váy này không? 我可以试一下这条裙子吗?
我可以试一下这条裙子吗? Tôi có thể thử một chút chiếc váy này không? Được chưa? 我可以试一下这条裙子吗? Rồi em ngoan ngó vào đi. Em ngoan sang đây chậm chậm lắng đi. Không thể em nói gì à? Ok, em hiên nó đúng rồi đấy. Em ngoan lại đang rất là im lặng, không biết anh có vấn đề gì. À, thôi em mắc cũng rồi. Ừ. Anh Hoa chắc là hôm nay ốm rồi. Không, bác làm xe ôm được. Bác là xe ôm đấy, đổ đấy. Rồi, cái này. Rồi. Thế này. À, chúng ta có cái cách là gì? Động từ là lặp lại là gì? Chúng ta có động từ lặp lại. Ví dụ này. Bằng với lại A cộng B chưa? Tức là động từ lặp lại một âm tiết đấy. Động từ lặp lại một âm tiết. Động từ một âm tiết. Đúng không? Chúng ta lặp lại. Chúng ta lặp lại động từ một âm tiết thì sẽ là bằng với lại động từ isa, đúng không? Sư, khan. Hay là gì? Thiên cũng được. Chỉ. Được. Anh ghi vào của chúng câu đấy. Tức là động từ anh kiểu là một âm tiết, động từ một âm tiết. Ví dụ này, từ khan đúng không? Học rồi là sen đúng không? Học rồi khan là sen nhìn. Ví dụ xem một chút là gì? Khan khả. Hay là gì? Khan isa. Bằng nhau. Hai cái nó này bằng nhau. Khan khả. Ủa khơi khan khả ma? Hay là ủa khơi khan isa ma? Nhìn nhau cả. Chúng ta có thể dùng hai cách. Khan khả hay là khan isa. Để tôi lấy, động từ lấy một âm tiết. Nó cũng giống như là gì? Bạn động từ cộng ý sao? Khan khả. Đúng rồi, là động từ lại cái âm tiết đằng sau ấy. Nó là không có thanh điệu, mà thanh nhẹ. Ví dụ này. Ok, giờ em hiểu nó là tôi có thể xem một chút chiếc quần bò này không? Em nói nào? Có gì? Khan khả gì? Chưa thiếu gì? Chưa thiếu nếu giải khô mắc. Rồi. 我可以看看这条牛仔裤吗? Chúng ta có bạn. Và tôi có thể xem một chút chiếc gì? Chiếc quần bò này không? 我可以看看这条牛仔裤吗? Là tôi có thể xem một chút chiếc quần bò này không? Cái động từ được lặp lại lần thứ hai, động từ lấy lại được lặp lại lần thứ hai, nó sẽ là không có thanh điệu nữa, là thanh nhẹ. Và chúng ta trọng âm rơi vào cái động từ đầu tiên là gì? 看看. Đúng không? 看看. Là xem một chút hay là xem. Khan khan, xem một chút. Khan khan. Rồi. Khan khan. Xem. Ừ. Nếu mà động từ là hai âm tiết thì chúng ta dùng khác. Ví dụ là từ gì ạ? Chúng ta có động từ hai âm tiết là động từ nào nhỉ? Sàn bộ. Hay là đi bộ đúng không? phu xí rồi. Nếu mà động từ hai âm tiết thì chúng ta lấy lại như hai âm tiết thôi. A, B. Được từ hai tiết là hai tiết khác nhau đấy. AB thì nếu mà nó lấy lại nó sẽ là chuyển thành gì? AB và AB thôi. Thế đó. Ví dụ này. Đúng không? Fushi đó. Hoặc là uy xí cũng được. Fushi. Cho này thì ví dụ như vậy. Fushi. Sambo. Rồi. Fushi. Hoặc là gì? Uy xí đều được ok cả. Uy xí. Hoặc là được từ lấy lại hai tiết. Mà thường là người ta thích lấy lại một âm tiết nhiều hơn. Còn hai âm tiết người ta không thích lấy lại kiểu này. Vì nó dài quá. Phu xí, nghe nó hơi dài. Nghe nó sẽ nói là gì? Phu xí xa, tròn nhanh. Bằng lại phu xí xa, tròn nhanh. Cho nên ta ít khi là nó lặp lại hai âm tiết lắm. Phu xí ý xa, nó nói như vậy luôn. Hoặc là gì? Uy xí xa, uy xí tròn nhanh. Uy xí ý xa. Một tiết nó nhanh hơn, vì nó dễ nói, nó dễ lặp lại. Còn hai âm tiết thì thường người ta dùng ít, nên chúng ta cứ tập trung vào dùng từ là một âm tiết thôi. Khan khan hay là khan isa. Tiếp này. Từ ở dưới từ khởi điểm rồi tăng giá là gì? Đương nhiên, tất nhiên. Ví dụ này. Tăng giá. Rồi em ngoan thì nó là tất nhiên là tôi rất thích chiếc váy này rồi. Em nói nào?
tăng giá của khánh sĩ quan chưa thiếu chuyển ra chuyển ra à tăng giá của khánh sĩ quan chưa thiếu chuyển ra. Tất nhiên là tôi rất thích chiếc váy này. Tăng giá của khánh sĩ quan chưa thiếu chuyển ra. Tất nhiên là tôi rất thích chiếc váy này. Tăng giá của khánh sĩ quan chưa thiếu chuyển ra. Tất nhiên là tôi rất thích chiếc váy này. Tăng giá của khánh sĩ quan chưa thiếu chuyển ra. Tất nhiên là tôi rất thích chiếc váy này. Được chưa? Tăng giá của khánh sĩ quan chưa thiếu chuyển ra. Được chưa? Em có bạn đi. Rồi tốt, em quan cũng rồi. Em hiên đâu rồi? Rồi em phụ nữ tóc đâu? Xong đây, hôm nay em đâu cả? Anh làm gì đấy? Anh đang đi vào sách à? Thế em phải gõ vào chứ. Rồi em làm rồi, em gõ rồi. Em làm xong này chậm đấy. Nhanh lên. Word à? Thế thì em copy từ Word xong rồi em paste sang để anh xem kiểm tra có đúng đã. Chứ có em có sai là anh không biết được nào một lần nữa. Thì em paste vào đi, em dán vào xem anh kiểm tra. Em dán vào đi. Giờ tốt. Anh mang có đúng rồi, chuyển giờ. Thế này. Ở dưới là từ à phẩy là gì? Béo. Phẩy là béo. À phan là béo, béo phì đấy. À phẩy phan là béo phì. À ví dụ này. Ở dưới em hiện để nói là tôi thấy cô ta rất là béo. Em nói nào? Có chứ thì có chứ là tha khẩn tha tha là béo. Và các bạn, tôi thấy tha khẩn tha, tôi thấy rất là cô ta rất là béo. Tôi thấy tha khẩn tha. Tôi thấy cô ta rất là béo. Tôi thấy tha khẩn tha. Tôi thấy cô ta rất là béo. Tôi thấy tha khẩn tha. Tôi thấy cô ta rất là béo. Tôi thấy tha khẩn tha. Em nhung có sợ béo? Chắc không sợ đúng không? Em sợ béo? Cái gì mà sợ gì hả? Béo mới tốt chứ. Béo nó mới khỏe chứ. Béo chứ gầy quá thì béo xấu à? Em thấy béo vẫn béo nó mới tốt mà. Béo tốt. Béo là pha học rồi đấy. Pha và phẩy. Tên béo. Tên béo là sao anh chưa hiểu? Rồi. Giảm cân à? Chuyển phấy là giảm cân, chuyển phấy giảm cân, giảm béo đấy, chuyển phấy. Chuyển phấy là chuyển phấy yếu là thuốc giảm cân đấy, chuyển phấy yếu. Chuyển phấy là giảm cân hay là giảm béo? Ủa yếu chuyển phấy tôi muốn giảm cân hay tôi muốn giảm béo? Chuyển phấy. Ủa yếu máy chuyển phấy yếu không giờ? Tôi muốn mua thuốc giảm cân đấy, giảm béo đấy. Chuyển phấy yếu. Ờ, hôm qua anh đi tập xong thì em nhung nhỉ? Em muốn đi thì cũng gọi em đâu, muốn đi đâu? Đi à? Anh tưởng là... Thế có anh ở đấy tập suốt ngày, chúng nó biết anh hết. Ngày nào anh đi mà. Chúng nó thấy anh, nó ra... chuyển phấy là gì? Giảm cân. Chuyển phấy, giảm béo. Vừa giảm cân, vừa giảm béo. Chuyển phấy. Chuyển phấy. Giảm cân, giảm béo đấy. Còn phang là... Phấy hay là phang đều nhau cả. Chuyển phấy, chuyển phấy. Cái này ở San Chan từ số 13 từ sầu là gầy, sầu gầy. Em nhung thích gầy hay thích béo? Em thích gầy hay béo? Sầu là gầy. Ví dụ Ellie là Ellie thì nói là gì? Tôi thấy cô ta rất là gầy. Em nói nào? Wo kan ta zhi hen shou. Tôi thấy cô ta rất là gầy. Wo kan ta hen shou. Chúng ta sầu là gầy đấy. Sầu trang số 43. Wo kan ta hen shou. Là tôi thấy cô ta rất là gầy. Wo kan ta hen shou. Tôi thấy cô ta rất là gầy. Wo kan ta hen shou. Tôi thấy cô ta rất là gầy. Chuyển phấy là gì? Giảm cân giảm béo đấy. Chuyển phấy. Giảm cân. Chuyển phấy giảm cân giảm béo đấy. Chuyển phấy. chuyển phấy. anh ghi rồi đấy, anh ghi vào. Chuyển phấy. Giảm cân đấy. Giảm béo. Bác xin lý sao? Rồi ok, sao tốt. Em không rồi. Rồi em hiểu con đúng rồi đấy. Em hiên ra là tiến bộ phết nhỉ, em biết rõ rồi đấy.
em bị gọi rồi đây. Em bị gọi rồi đây. Còn có tiến bộ. Mừng quá nhỉ, mừng quá. Em biết chỉ cần học thêm vài khóa nữa là sẽ ổn. Học thêm vài khóa là sẽ ổn. Lớp chúng ta chắc là sẽ độc lập ở lại lớp mất. Yeah. Hán ba thì anh sợ là em á. Khi nào có lớp hán ba thì, nhưng mà anh sợ đến lúc có lớp hán ba em lại bận mất. Nên là không thể mà trước được. Tôi thì em Dung, em cố gắng vận động mọi người đi. Em Dung cố gắng vận động mọi người học đến lớp đi. Em ngoan của đó tốt kìa em. Em ngoan cố gắng lên hán ba nhá, cố gắng lên em, cố gắng tốt nghiệp để lên lớp. Ok, chúng ta tiếp là từ số 14, từ khờ sư là gì? Hợp, phù hợp, khờ sư hợp, phù hợp. Cân cộng với gì ạ? Danh từ. Cộng với khờ sư là cái gì đó rất hợp. Là cái gì đó rất hợp. Chúng ta kêu ạ, danh từ 1 cộng danh từ 2. Danh từ 1 cộng danh từ 2. Danh từ 1 cộng cân cộng danh từ 2 cộng với khởi sự là gì? Tức là hai cái này nó rất là hợp với nhau. Anh Nhung có gì vậy em? Anh Linh có gì ạ? Em không hiểu. Rồi. Anh Linh buổi tối mặc có sót nhỉ? Sáng có thấy nhỉ? Rồi. N1 là danh từ đấy, danh từ 1, danh từ 2. Tức là hai danh từ này nó hợp với nhau. Danh từ 1 hợp với danh từ 2. Em là gì? Khởi sự chúng ta ở đó từ vựng số 14 ở trang số 43. Từ 14 trang 43. Khởi sự là tính từ hợp, phù hợp. Khởi sự hợp, phù hợp. Ví dụ này. Khởi sự là nhưng mà, còn khởi sự là hợp, phù hợp. Anh ấy là anh nào? Anh chị ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi, tiếp theo này. Tôi thấy... được chưa? Ok, chúng ta đợi. điểm gì vậy? Em không hiểu điểm gì. Rồi, ví dụ đây em không hiểu, lát đi off giải thích cho anh này. Ok giờ. Cái gì vậy? Phim gì anh không hiểu, anh nói gì anh không hiểu. Rồi anh Nhung, anh Linh thì nói nào. Tôi thấy chiếc váy này rất là hợp với bạn. Anh nói nào. Tôi thấy chiếc váy này rất hợp với bạn. Của Khan, chưa theo. Chuyến giờ. Cân lý. Hẳn. Hẳn hợp sự. Rồi. Ồ, khan chưa theo chuyến giờ cân đi hẳn hợp sự. Rồi. Em muốn nói... Rồi. Thế thì em thiếu cái môi trường để em có thể vận dụng được. Thế thì em chỉ cần sang Trung Quốc với anh là ok thôi. Một tuần là ok rồi, một tuần là anh có thể bắn đi Thanh rồi. Đúng không? Em chỉ sang đấy khoảng một tháng là em sẽ bắn đi Thanh, bắn như gió đấy. Một tháng thôi, không cần nhiều. Sau một tháng thôi. Sếp chỉ nói về những cái nhanh.
thì nó chưa học gì cả, chưa học gì cả. Anh sang đấy là anh mù tịt chẳng biết gì cả. Cái gì ạ? Đúng không? Anh chẳng biết gì cả. Lúc sang đây anh chẳng biết gì. Học thì anh phải tự học thôi. Lúc đầu cô mới giáo nghe toàn giỏi bằng tiếng Trung thôi. Sang đấy thì chỉ phải... Sang đấy thì phải có một cái quyển từ điển để mình tra từ vựng. Vì hồi xưa là anh dùng là giáo trình là nó không giống giáo trình. Từ điển ấy. Hồi trước anh dùng từ điển giấy ấy, từ điển tra này, từ điển sách ấy. Chín à? Thế thì em chuẩn bị một từ vựng đi, à một quyển từ điển đấy. Không, từ điển từ giấy giấy to to đấy. Nó là của tác giả là Trương Lê Khắc Kiều Lực và Trương Văn Giới. Em dùng từ điển là sách thì nó mới đúng, nó mới chuẩn. Okay, còn em dùng từ điển là cái ứng dụng ở trên trên CF Play nó lốc côm lắm, đừng dùng cái đấy. Em chuyển sang kia em mang một quyển từ điển dày và to, từ điển Hán Việt, tác giả là Trương Văn Giới và Lê Khắc Kiều Lục, quyển từ điển to đó. Rồi đây anh gửi cho Google nhá. Cái gì đấy? Hiện ra đây. Từ điển thôi, anh sẽ anh sao? Chúng ta bắt từ trang ạ. Tiếp tiếp này. Ủa, khan chưa theo chính từ cân nhắc hợp sự. Rồi chúng ta có vào. Anh hiên có đi. Anh hiên có cái này vào. Ủa, khan chưa theo chính từ cân nhắc hẳn gì hợp sự. Tôi thấy chiếc váy này rất là hợp với bạn. Được chưa? Khi nào đi? Anh đi vì ai? Mẹ đi 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 làm gì? Học một tiếng, học một tiếng nữa. Thế à? Thế học. Ừ, đúng rồi. Thế em phải đi học đi. Em chỉ học một năm thôi, một năm tiếng thì nó là tầm bao tiền nhỉ? Tầm 100 triệu hay là mấy? Đúng không? 100 triệu thôi. Em đầu tư tầm đó thì xong rồi về nước thì em sẽ có cái phần sao? Thế kệ nó thì phân sổ đi cho nhanh cái gì. Phân sổ đi cho nhanh, phân sổ là chia tay nhá, phân sổ. Chia tay. Phân sổ chia tay đi. Chia tay. Phân sổ chia tay. Phân sổ chia tay. Em Dung chia tay đi em. Xong để em tìm anh nào nó tốt hơn. Nhớ rồi, em gặp anh là tốt hơn sao? Nhớ được em gặp anh là tốt hơn sao thì cơ hội còn nhiều mà. Sau này em phải tự phải em chủ Hoa Mỹ. Em Nhung sang kia ổn đấy, anh thấy ổn đấy, một năm tiếng thôi. Em sang trường Nam Ninh thôi, sang trường Nam Ninh thôi cho nó gần. Học đúng một năm tiếng là xong, vì Nam Ninh đi nó gần đó, đi khoảng hơn một ngày là đến Nam Ninh đấy. Đi Nam Ninh chưa đến một ngày được, à chưa đến hai ngày đâu, chưa đến hai ngày. Nam Ninh em đi Nam Ninh cho nó gần, học trường đại học Nam Ninh. Vẫn đang sẵn đi. Không, em đi an toàn, đi theo đoàn thôi an toàn. Vì em đi theo diện là gì ạ? Đang học với trường đó thì em phải đi theo đoàn chứ. Sao đi mình được? Em sang đấy học một năm tiếng cho nó thì em về là sẽ khác hẳn ngay. Em chỉ ở đấy một tháng là anh sẽ bắn ngon. Bắn lung tung, bắn lung tẻ. Bắn lung tẻ. Em yên tâm, học ở đây nó sẽ chậm. Mặc dù học từ vựng tốt nhiều những phát chắc nhưng mà sang kia là mình lại thiếu kỹ năng nói. Sang kia thì em có thể về làm phi dự được rồi. Thì em có thể sang chảnh, không cần công ty này sang công ty khác được. Đúng không? Ví dụ bây giờ em đang yếu kỹ năng nói. Thế em học cái gì ạ? Marketing. Thế em học về quản trị kinh doanh nữa, quản trị kinh doanh. Vì cái đấy anh thấy là ở bây giờ nó ứng dụng nhiều, ứng dụng thực tế nhiều. Việt Nam thì khi mà em làm ở trong công ty thì anh thấy nó
chứ là làm việc cho họ thôi. Còn nếu mà em muốn thực sự là em muốn làm chủ ấy, thì em phải học cái đó. Em muốn mở công ty riêng, em muốn tự làm chủ thì em phải học cái kỹ năng là quản trị kinh doanh đó. Hoặc là có phải kỹ năng gì marketing nữa thì nó mới ổn. Học cả kế toán nữa, kế toán này em phải biết kế toán này marketing này, xong rồi quản trị kinh doanh, ba cái đấy là em phải biết. Linh đã bận. Đúng rồi. Em tiền để em chi tiêu hàng tháng, ví dụ tiền tiêu vặt tổng tất cả. Như em dùng bảo là gì, 100 triệu là bao nhiêu, là bao gồm bao ăn bao ở gì à? Hay là gì? Bao ở đâu, còn ăn không bao ăn tự túc gì thì, ăn thì nhà sinh viên đấy, ăn ở nhà sinh viên thì rẻ lắm. Em tự tính toán. Tự khám khổ. Okay, thế. Quyệt. Quyệt đi con. Nghe hay quá nhỉ. Nghe hay. Thế mà sau đấy thì mình không làm thêm đâu. Không khó lắm, làm khó lắm, đi làm thêm khó lắm. Không, khó lắm. Bọn nó ở như Trung Quốc nó cấm người nước ngoài đi làm thêm ra, nó cấm. Thì cấm à? Không cho. Nó sợ mình chạy mất đúng không? Sợ mình chạy mất. Em sang đây em cứ tập trung em kết bạn này, xong em giao lưu vào Trung Quốc nhiều này, thế là ổn rồi. Vì em cần tập trung và đầu tư vào cái kỹ năng nói là ok rồi. Còn từ vựng thì mình có thể ở trong sách có hết rồi, mình chỉ học thôi, học từ vựng. Còn cái phát có trong sách có hết rồi, mình chỉ áp dụng vào trong thực tế thôi. Sau này em chỉ cần nói nhiều là ok rồi, nói nhiều. Em chơi bọn Việt Nam ít thôi, đừng chơi bọn Việt Nam nhiều, em chơi bọn Trung Quốc ấy. Cái gì ạ? Thế à? Khó hiểu nhé. Thế thì không có cả. Thế em tìm được khác. Em sang đấy em cứ tìm bọn sinh viên Trung Quốc ấy, và nó nhiệt tình lắm. Em tìm một đứa nữ ấy. Thì em có thể ở cùng nó, hoặc là em chơi cùng nó. Em được ở với bọn nước ngoài, nó bự lắm, bẩn lắm, Em ở với bọn nào? Định ở bọn nào? Em được ở với bọn Sudan. Bọn da đen, em được ở bọn da đen nó người hôi lắm, nó có mùi kinh lắm, em được ở với nó. Trước anh ở rồi. Trước anh ở. Chứ anh ở cùng tầng với bọn Trung Năng rồi, bọn nó hôi lắm. Bọn nó ăn toàn ăn bốc thôi, ăn bốc với lại nó không dùng thìa, không dùng đũa. Mấy vệ sinh lắm. Nó còn dùng tay ăn bốc. Bọn nó hôi lắm. Nó không cho đâu, thường là nó cấm. Nó là lưu sinh ở riêng và Trung Quốc ở riêng. Nên là còn nước ngoài thì nó cho ở chung hết, ở chung. Em bác chạy thay một xe từ gõ đi nhé. Phân sầu em có đi, phân sầu. Rồi. Em dùng sang đi. Sang còn học. Rồi ok. Phần tiếp nha. Từ giết từ khó khăn là đẹp. Khó khăn là đẹp. Ví dụ này, giờ em nhung, em phụ nữ tóc của nó là tôi thấy chiếc áo sơ mi này rất là đẹp. Em nói nào? Chờ chen áo sơ mi đó, chân san. Rất đẹp là gì? Hẳn hỏa khăn. 我看这件衬衫很好看. Chúng ta có bảo.
Tôi thấy chiếc áo sơ mi này rất là đẹp. Wǒ kàn zhè jiàn zhèn shān hěn hǎo kàn. Chúng ta đọc bằng. Wǒ kàn zhè jiàn zhèn shān, zhè jiàn zhèn shān hěn hǎo kàn. Tôi thấy chiếc áo này sơ mi này rất là đẹp. Chúng ta đọc bằng. Wǒ kàn zhè jiàn zhèn shān hěn hǎo kàn. Để em lăng câu đi. Wǒ kàn zhè jiàn zhèn shān áo sơ mi này rất là đẹp. Wǒ kàn zhè jiàn zhèn shān hěn hǎo kàn. Rồi, chúng ta đọc bằng. Tôi thấy chiếc áo là áo sơ mi này rất là đẹp. Em bắt qua đi. Wǒ kàn zhè jiàn zhèn shān hěn hǎo kàn. Tôi thấy chiếc áo sơ mi này rất là đẹp. Em hiểu qua đi. Em hiểu được. Tốt, em ngoan rồi. Em hiểu qua đi. Tiếp này em là chưa có. Ở dưới từ chủng là chủng loại. Chủng loại. Ví dụ này. Giờ em hiểu đó là tôi muốn mua loại áo sơ mi này, em sẽ nói nào? Tôi muốn mua loại áo sơ mi này. Tôi muốn mua loại áo sơ mi này. Bố giao mải gì? Loại áo sơ mi này là gì? Chưa chủng là loại này. Chưa chủng. Chân san. Chưa chủng chân san là loại áo sơ mi này. Bố giao mải chưa chủng chân san. Chúng ta các bạn, tôi muốn mua loại áo sơ mi này. Bố giao mải chưa chủng chân san. Bố giao mải. Bố giao mải chưa chủng. Chưa chủng. Chân san. Tôi muốn mua loại áo sơ mi này. Tôi muốn mua loại áo sơ mi này. Tôi muốn mua loại áo sơ mi này. Em lắng các bạn. Tôi muốn mua loại áo sơ mi này. Tôi muốn mua loại áo sơ mi này. Rồi em bắt cũng rồi. Anh ngoan cũng rồi. Rồi em là anh Hiên đâu? Em phụ lượng. Em phụ lượng tóc chưa thấy. Em Nhung đâu? Ở tiên. Từ số 17 từ tả chứa là chiết khấu. Tả chứa chiết khấu. Là giảm giá đấy. Tả chứa chiết khấu. Ví dụ này, chiết khấu 8 thì là gì nhỉ? Tả ba chứa. Tả ba chứa là chiết khấu 8. Tả ba chứa. Tả ba chứa. Chiết khấu 8. Chiết khấu 8 có nghĩa là gì? Là giảm 20%. Nó sẽ là gì? Là sale off đấy. Sale off 20%. Chứ không phải là giảm giá 8% đâu. Nó cũng bằng gì? Bằng vậy 80% của giá gốc. 80% giá gốc. Để chúng ta ghi như vậy là sao? Tả ba chứa nó chính là gì? Giảm giá 20% hay là gì? Bằng 80% của giá gốc. Được chưa? Ví dụ này. Giờ anh quan thử nói là gì? Chiếc áo sơ mi này có được giảm giá không? Em nói nào? Chiếc áo sơ mi này có được giảm giá không? Chưa gì? Chưa chia chân sang. Có gì? Có thể giảm giá không? Có thể tả chứa mắc. Chúng ta có thể giảm giá không? Chiếc khấu không? Chưa chia chân sang. Có thể tả chứa mắc. Đã cho mọi người không? Chiếc áo sơ mi này có thể chiếc khấu không? Chưa chia chân sang. Có thể gì? Tả chứa mắc. Chúng ta không? Chưa chia chân sang. Có thể tả chứa mắc. Chiếc áo sơ mi này có được gì? Giảm giá không? Chưa chia chân sang. Có thể tả chứa mắc. Chúng ta không? Em làm có đi. Chưa chia chân sang. Có thể tả chứa mắc. Là chiếc áo sơ mi này có được giảm giá không? Chưa chèn chân san khởi ý tả chứa mắt. Rồi ok, em ngoan có đúng rồi. Em mặc đúng rồi. Em Nhung nữa. Em Linh, em phụ lại tóc đi. Rồi chúng ta đi xong 17 từ vựng của bài ngày hôm nay. Bài số 19. Rồi chúng ta sẽ đọc từ vựng nhé. Chúng ta đọc từ vựng này. Được chưa? Chúng ta đọc từ vựng trang 42. Ở trong 42 chúng ta đọc cái từ vựng nhá. Đọc này. Vì đúng phú. Yêu yêu. Tiện nghi. Trang. Y điểm. Đoạn. Sân. Chiển. Sư. Có thể. Đương nhiên. Phẩy. Phạm. Sâu. Hợp sự. Hợp sự. Hảo Trùng. Đả chứa. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp sang bài hội thoại ở trang số 40. Chúng ta đọc nhé, bài hội thoại ở trang 40. Ok, chúng ta đọc này. Trang 40, em làm được chưa? Em làm rồi, được chưa? Ok, đọc này. Wǒ kàn kàn yǔ róng fú. Wǒ kàn kàn yǔ róng fú. Nǐ kàn kàn zhè jiàn zěn me yǎng? Nǐ kàn kàn zhè jiàn zěn me yǎng? Yǒu hǎo yǒu piān yǐ. Yǒu hǎo yǒu piān yǐ. Zhè jiàn yǒu diǎo chǎng. Zhè jiàn yǒu diǎo chǎng. Yǒu duǎn yǐ diǎo de ma? OK, tiếp này. 你要深颜色的还是要浅颜色的？你
chuyển nhan sắc đó. Thế này, chuyển nhan sắc đó. Chuyển nhan sắc đó. Tôi thử có thể không? Tôi thử có thể không? Đương nhiên có thể. Đương nhiên có thể. Chiếc này quá béo rồi. Có mấy ổng sâu ít đỏ đó? Có mấy ổng sâu ít đỏ đó? Nhi chơi ít chèn. Nhi chơi ít chơi ít chèn. Chơi ít chèn. Thế này, chơi chèn bù đà bù xào. 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 太贵了，太贵了，便宜一点吧，便宜一点吧，二百怎么样？二百太少了，200不卖，可以打八折，可以打八折，你给320吧，你给300行不行？300给你吧，给你吧，好 ，OK， 走，bắt đầu luyện tập nhá， tự do này， bắt đầu thì em。Em làm muốn trước, em làm muốn sport trước. Chúng ta sẽ luyện tập tự do theo cái nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hiên à, em lên ngồi, em lên ngồi, em ở xa quá. Rồi, lên ngồi. Em ngồi đi à? Đây, chỗ. Đóng băng. À, đóng băng. À? Không, anh sợ là nóng đấy, sợ nóng đấy. Rồi chúng ta tiếp nào. OK, em hiên nha. Rồi tiếp nào. Nhiều mày, sân mơ, y phô. Em muốn mua quần áo gì? Nhiều mày, sân mơ, y phô. Ok. Nhiều mày, sân mơ, y phô. Em muốn mua quần áo gì? Em cứ biết ra, em thích mua quần áo gì? Ý chuyện sân mơ? À, hả, ý chuyện chuyển dựa, đúng không? Ý chuyện một chiếc váy đúng không? À, chân sát, áo sơ mi. À, thấy không? Nhiều mày, ý chuyện chân sát. À, ni xiang gei shui mai chen shan ne? Ni xiang gei shui mai chen shan ne? Em muốn mua áo sơ mi cho ai? Ni xiang gei shui mai chen shan ne? Wo mai. À. À, gei shui, gei ni zhijie de ma? À, gei zhijie la zhi. Mua cho tôi đúng không? Wo gei zhijie la, tôi mua cho bản thân. Zhijie là bản thân đấy. À, anh ghi vào nó là là từ bản thân. Zhijie là bản thân. Anh ghi vào. À, tự chỉ là bản thân, của kể tự chỉ mãi là tôi mua cho mình, bản thân mình đấy, tự kỷ đấy. OK, từ em, tôi ăn mình, của tự chỉ chữ phản là tôi ăn mình. OK, từ, chúng ta có con này vào. Cái gì? Rồi chúng ta có con này vào. Tôi mua cho bản thân là tôi mua cho mình một chiếc áo mi, của kể tự chỉ. Cái tôi mua cho mình đấy, bản thân đấy, mải gì, trần sang, em thì ghi câu này vào, là tôi mua cho mình chiếc áo sơ mi, rồi ok tự chỉ mải trần sang, ok rồi, ok tự chỉ mải trần sang, ok tự chỉ mải trần sang, thế là, ha, nếu mà mải chỉ chiếc trần sang, nếu mà mải, nếu mà mải chỉ chiếc trần sang, em muốn mua mấy chiếc áo sơ mi, nếu mà mải chỉ chiếc trần sang nữa, em muốn mua mấy chiếc áo sơ mi, nếu mà mải chỉ chiếc trần sang, sang chiếc à, sang chiếc chân sát, thế à, ní ao mải khu chứ mà, em muốn mua quần không? Ní ao mải khu chứ mà, khu là quần đấy. À, dạ, à, ní ao mải nếu giải khu mà, em muốn mua quần bò không? Ní ao mải nếu giải khu mà, ní ao mải nếu giải khu mà, em muốn mua quần bò không? Ní ao mải nếu giải khu mà, thế à, ní ao mải, à, chỉ theo, à, chỉ theo nữa. Nếu mày chỉ theo nếu giải khu em đang ghi kịp không? Em ghi kịp không? Không à? Em bắt ghi kịp nhá, ghi vào. Em bắt vào, vào. Anh ghi trả lời đi. Nếu mày chỉ theo nếu giải khu em muốn mua mấy gì? À, theo là lưu từ của quần bò. Nếu mày chỉ theo nếu giải khu thì em muốn mua mấy chiếc quần bò? Nếu mày chỉ theo nếu giải khu. À. 五条牛仔裤很好不错牛仔裤不错你要你喜欢
买什么颜色的牛仔裤 ？I think 我摸，不不不，你说买什么颜色的牛仔裤？你喜欢买什么颜色的牛仔裤？啊，深颜色。啊，过去啊，对呀、啊。你要买几条牛仔裤？啊，你喜欢买什么颜色的牛仔裤？là bạn thích mua quần bò màu gì? Bạn thích mua quần bò màu gì? 你要啊，你喜欢买什么颜色的牛仔裤？哎，过个 feed 吗？你喜欢买什么颜色的牛仔裤？哎，哎，马基罗，有喏，你听呢？什么颜色？深颜色吗？哎，听莫吉，深颜色，莫吉。啊，黑色，啊，那你要买黑色的，啊，不错，嗯，你想试试这件啊这条牛仔裤吗？你想试试这条牛仔裤吗 ？Anh có muốn thử một chút chiếc quần bò này không？ 你想试试这条牛仔裤吗？你想试试吗 ？Anh có muốn thử không？你想试试这条牛仔裤吗？哎，给我们吐这个毛来喝。你想试试这条牛仔裤吗？搞一口，哎，不了，想不想？磨了，还想磨？我想试试，我想试一下啊，磨透不就？我想试一下这条牛仔裤啊，很好，不错。嗯，你还要买什么呢？哎，给我摸几点？你还要买什么呢？你还要买什么呢？哎，给我们摸几个。啊？你还要买什么呢？哎，给我们摸几个。啊？啊，还有你还要买运动鞋哈、啊？不是。哦，乐德果 giày đó là一双鞋là một đôi giày. À, giày là phải để đi thành đôi mà đúng không? Xoang là cái đôi. 一双鞋 là một đôi giày.lấy từ của nó y xoang xía y xoang xía là một đôi giày lấy từ của nó nhá một đôi giày y xoang xía giày phải có đôi chứ không phải là giày một chiếc đâu y xoang xía một đôi giày xoang là một đôi mà à, ni ao mài ok anh ghi vào lượng từ của giày là gì y xoang xía một đôi giày y xoang xía anh ghi vào em bắt ghi đi một đôi giày y xoang xía một đôi giày được chưa? Sắp tới anh sẽ mở một cái khóa anh dự định anh sẽ mở một cái khóa học tiếng Trung cấp tốc dành cho dân buôn dân buôn chỉ đi buôn thôi à, học cấp tốc sau đó học xong một khóa thì anh sáng mai học đi sáng thì sáng mai đến đi sáng mai đến 9:11 anh chỉ có ăn với nói thôi chỉ có ăn với nói mai thứ bảy mai thứ bảy nghỉ không giờ thôi lớp đấy học nhanh lắm học nhanh lắm lớp đấy học nhanh luyện nói nhiều vì bạn đấy là bạn đấy muốn đi Úc đi du học Úc ở Úc nhiều người Trung Quốc lắm nên người ta bạn đấy muốn học cả tiếng Trung nữa tám mươi phần trăm là người Trung Quốc ở Úc đủ các thể loại rồi tiếp này em hiện này đi mua giày mà em muốn mua giày không đi mua giày chứ mà giày à ha đi mua một đôi giày được rồi 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 đi mua một đôi giày em thích mua gì à thế là thỉnh thoảng không à thỉnh thoảng bạn gì có không hiểu sứ của chuan cao gần chén à thế này à cao gần chén này nǐ xǐ huān mài yùn dōng xiě ma em thích mua giày thể thao không nǐ xǐ huān mài yùn dōng xiě ma em thích mua giày thể thao không
你喜欢买运动鞋吗？啊，很喜欢买运动鞋，不错。嗯，你要买几双运动鞋呢？ Em muốn mua mấy đôi giày thể thao? 你要买几双运动鞋? 你要买几双运动鞋? Em muốn mua mấy đôi giày thể thao? 你要买几双运动鞋? Em muốn mua mấy đôi? 两双, 两双, là lượng từ. Chỉ xoan là mấy đôi giày, chỉ xoan xía. Xoan là lượng từ của giày. Một đôi, một cặp đấy, một cặp, giày phải một đôi mà. Ok, thế là ổn rồi. Dạ, xong rồi chúng ta sẽ đi tiếp này. Xong rồi. Em phải gõ những câu này vào. Em phải gõ những câu này vào. Đó. Vượt qua. Vượt qua kiểu. Vòng sơ khảo, vòng loại, vòng loại. Lại vượt qua vòng loại. Anh ngoại em là muốn tiếp, em là muốn tiếp theo, em sẽ ưu tiên, em là muốn tiếp theo, em Quan à, anh Quan hay là em Linh trước? Thôi anh Quan đi, anh Quan đi. Rồi, anh Quan ngồi đấy cho tiện vậy, vì là anh cũng đang ngồi đối diện em. Thế này, hả, anh Quan.你喜欢买衣服吗？你喜欢买衣服吗？嗯，很好，你很喜欢买衣服，很好。你喜欢买什么衣服呢？你喜欢买什么衣服呢？你喜欢买什么衣服？哎，这部分很好，牛仔裤，不错。牛仔裤，好，你想给谁买牛仔裤呢？ Em muốn mua quần bò cho ai? Ni xiang kei shui mai niu zai ku na? Ni xiang kei shui mai niu zai ku na? Em muốn mua cho ai? À, mua cho ai? Hả? Kể tự chỉ được không? Mua cho bản thân à? À, kể tự chỉ mải được không? Kể tự chỉ mải, ok. Kể tự chỉ mải. À, ni hái yào, ni yào mai chỉ thiao niu zai ku na? Em muốn mua mấy chiếc quần bò? Ni ao mai chỉ thiếu ni ao giải khôn nữa. Ni ao mai chỉ thiếu ni ao giải khôn nữa. Em muốn mua mấy chiếc quần bò? Ủ thiếu được không? Ủ thiếu. Thế à? Ủ thiếu. Ni ao giải khôn, bất tốt. Ni, ni xiang, ni xiang, cái màu sắc gì? Ni xiang cái màu sắc gì? Em thích màu gì? Em muốn thích màu gì? Hay sơ được không? Ni xiang hay sơ được, ok. Hay sơ được ni ao giải khôn. 不错，你还想买裙子吗？哎，你看你不想买裙子，你常常穿裙子吗？那个thường mặc váy không？你常常穿裙子吗？ Em thường mặc váy không? Bù chẳng. Bù chẳng chuan chuyên trời. Nì chẳng chuan khu trời mà. Em có thể mặc quần không? Quần quá. À, chẳng chuan khu trời. Đó là gì? Thế này. Nì, nì xì khoan chuan cao cân xìa mà? Cao cân xìa. Chuan. Ở đâu chuan cao cân xìa? Sao không thấy nhỉ? Em mặc, em đi giờ có con à? Đâu? À, à rồi, đây, cao cân xìa. Thế rồi. Nì tại nào mải cao cân xìa nữa? Em mua giày cao gót ở đâu? Em mua giày cao gót ở đâu? Nì tại nào mải cao cân xìa nữa? À, thật là, tại sao đi mải cao cân xìa? Tua sảo chén nữa? Bao nhiêu tiền em? Tua sảo chén nữa? Bao nhiêu tiền? Mà có lại em đang đi vào tiền, lại em đi vào tiền. 100 à? Thì 100 nghìn anh nói sao? 100 nghìn là gì? 400 chia đúng không? 400 chia, 400 chia yuan lần tuần đúng không? 400 chia yuan lần tuần. Nì, y cùng, nì yếu chỉ xoang cao cân xế. Anh có tất cả là mấy đôi nhỉ? Thì có. Nì cùng nì yếu chỉ xoang cao cân xế. À, 4 xoang, đúng không?
À, sơ sơ. À. À, nǐ xǐ huān nǐ chǎng chǎng chuān zhēn shān ma? Anh có thể mặc áo sơ mi không? Nǐ chǎng chǎng chuān zhēn shān ma? Chuān zhēn shān. À, ha, nǐ chǎng chǎng chuān zhēn shān. À, ha. Zhēn shān rồi. Nǐ xǐ huān mài yùn dòng xiě ma? Để thể thao đấy. Nǐ xǐ huān mài yùn dòng xiě ma? À, nǐ bù xǐ huān de ma? Bù xǐ huān. Xǐ huān de ma? À. Xǐ à, nǐ xǐ huān shénme yán sè? Anh tiếp một gì nhỉ? Nǐ xǐ huān shénme yán sè? Nǐ xǐ huān shénme yán sè? À ha, hồng sè. À ha, hồng sè và hèi sè. À, đúng rồi. Dạ, ok, hồng lạc sơ. Màu đỏ xanh à? Vàng đen. Vàng đen à? Ok. Hoàng, hoàng khay, vàng đen quá. Tốt. Nì yào bù yào sư sư chơ chè vỷ rồng phú nè? Anh có muốn thử chiếc áo lông vũ này không? Nì yào bù yào sư sư chơ chè vỷ rồng phú? Bù yào. À, bù yào. Đúng rồi. Vì vậy sao mà? Khẩn rửa đúng không? À, nó lại khẩn rửa, rất nóng. Như vậy, cái này khẩn rửa. Nì, nì xì khoan chuan bì chi nì mà? Em thích mặc bikini không? Vì sao chuan bì chi nì? Vì sao mà? Vì sao? Rồi, vì sao em thích mặc bikini? À, vậy. Nì yếu bì chi nì mà? Anh có bikini không? Mấy giờ? Mấy giờ? À, mấy giờ bị chì nị, thấy không? Đầu tiên này. Ờ, nì xì khoan mải chân xanh mà? Anh thích bỏ xa mi không? Nì xì khoan mải chân xanh mà? Đâu không? À. Tôi chọn chân xanh. À, hả? Mấy thiên mình đâu chọn chân xanh. Chân có sự nhận sợ. Ok. Ờ, nì chế tờ... Ờ, nì xì khoan phang hay là sâu nè? Anh thích béo hay gầy? Nhi xí quan phang hay sâu nè? Anh thích béo hay là gầy? Nhi xí quan phang hay sâu? À, anh thích bình thường không? À, bình thường. Mà bảo không khúc. Rồi. Anh ngoan cũng bận cũng bình thường mà, không béo chả gầy. Bình thường. Không béo gầy. À, nhi xáng chuyển phấy mà, anh có muốn giảm cân không? À, nǐ xiǎng qù, nǐ xiǎng qù jiàn měi ma? Anh có muốn đi tập, tập gym không? Nǐ xiǎng qù jiàn měi ma? Jiàn měi là tập gym à? Nǐ xiǎng qù jiàn měi là tập gym, đúng không? À, hả? Chỉ qua mắt, anh thích đúng không? Chỉ qua. Tại nào nè? Nhi tại nào chiên mày? Em tự kỷ ở đâu? Tại nào chiên mày? À, nhi gia phụ chín. À, nhi gia phụ chín là? Ủa gia phụ chín là gần nhà tôi. Đấy, anh tự kỷ. Phụ chín là lân cận đấy, gần. Ủa gia phụ chín là, danh từ là gần. Anh ghi vào, gần nhà tôi. Ủa gia phụ chín là gần nhà tôi. Anh ghi vào. Ủa gia phụ chín là gần nhà tôi. Yeah. Ok, tiếp theo là em nào? Em là muốn nó tiếp theo nữa? Em qua xong rồi, tiếp theo là em nào? Em Linh hả đúng không? Em Linh quá, thấy không? Ok. Nì chàng chàng chuan chuyến zi ma? Em thường mặc váy không? Nì chàng chàng chuan chuyến zi ma? Chuan chuyến zi. À, có sao là toàn gì? Toàn khu. À. Chuyến zi là váy. À. Chuan tảng khô. Có sao mà? Ờ, sao mà? Váy... Váy vào gì? Quần, quần sóc vào cái gì đó? Quần sóc này, em thích mặc áo khô thì T-shirt. T-shirt. T-shirt sao tôi ông? Em có cái đi giày thể thao, đi giày đi. Ờ, em rất tụi ông à? Sao lại rất tụi ông à? Đi giày thể thao, đi giày thể thao. Rất tụi ông...
Liang xía là dép lê, anh biết là giá là xía dép lê, liang xía. Nó lé xé là giày dép lê, dép lê, lé xé dép lê, lé xé. Dép lê, lé xé, chuan. Chuan đi, mặc. Chuan, chuan đầu từ đi, mặc. Chuan, uy tùm xé tương bạc. Là mặc đi, đi giày gì đó, giày có gót hay là đi gì đó. Chuan, mặc đi. Không phải đi, đi, đi bộ đâu, mà phải là mặc là đi, đi giày. Mặc, tức là đi giày là chuan xé. Chúng lại là đúng không? Chuan xé, mặc đi giày. Liếng sẽ là dắp lê nhá. Liếng xé dắp lê. Chuan yên tùm xé. Đúng không? Tiếng Việt mình nó hơi lâu tung. Nì... Nì... Nì xì khoan... Nì xì khoan cao kênh xìa mà. Bùi xì khoan chuan cao kênh xìa. Nì gia lì... Yêu cao kênh xìa mà. Nì gia lì yêu cao kênh xìa mà. Nhà anh có gì có không? Dạ. Vì sao nì bù chuan nè? Sẽ không mắc nhỉ? Nhưng vậy nì... Sao mà? Vì sao nì bù chuan nè? Không thích không? À... Chào... À... Đau là gì? Thấn. À, chúng ta đọc... À... Tính từ đau đấy. Tính từ đau. Thấn là đau. Nhưng vậy chào hẳn thấn. À... Chân là gì à? Chân là chào. Nhưng vậy... Ủa tất chào hẳn thấn. Chân... Chào thấn là đau chân. À... Chào... Chào... Chào là gì? Chân... Chào chân. Chân... À... Chào chân. Chào chân. Chéo khẩn thấn là đau, chân rất là đau. Chúng ta chéo khẩn thấn, à, thấn là đau, chúng ta ghi vào nhá. Thấn là đau, tính từ đau. Chéo là cái chân, chéo chân. Thế này. Đúng không? À, nì gia lì yếu chỉ xoang yên tùng xiến nè. Nhà có mấy, mấy đôi thể thao? Nì gia lì yếu chỉ xoang yên tùng xiến nè. Nhà có mấy đôi thể thao? Chỉ xoang, ba xoang, ba xoang. Ba xoang xiến đúng không? Ba đôi đúng không? Đúng không? À, chính thế, nì chuan yên tùng xìa mà. Hôm nay em mặc đi giày thể thao không? Mấy ẩu, đúng không? Nì chính thế chuan là sầm bác xìa, hôm nay em đi giày gì? Nì, nì dài chuan sầm bác xìa, em đang đi giày gì? Trời mưa,因为今天 xa ủy. Chính thế xa ủy, đúng không? Xa ủy, xa ủy. Số ủy sao? Cho nên? 所以啥?所以啊,因为你要这类人。我穿凉鞋。哪这类?我穿凉鞋。因为今天下雨。因为,OK。因为,今天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 
Ờ. Dép tổ ong à? Dép tổ ong à? Sẵn nói dép tổ ong nhỉ? Nhưng chưa biết dịch thế nào? Chưa biết dịch thế nào? Dép tổ ong gì nào? Dép tổ ong à? Hay buổi tối em đi dép tổ ong sẽ anh xem này. Hả? Xem. Anh xin anh tầm tư. Không, anh chị em không biết làm đó, anh chị bị dây cao su á. Rất tốt lắm cho gì. À rồi anh đi rồi, anh đi rồi. Đây là dép lê mà. Đây là dép lê mà. Dép lê mà. Dép lê còn gì nữa, dép tổ ong. Anh tưởng dép tổ ong nó giống cái hình tổ ong. À, đấy là cái lỗ chứ không phải tổ ong đâu. Cái lỗ. Rồi. em sang Trung Quốc mà đi chắc tổ ong là bọn Trung Quốc nó thấy lạ lắm. Em bán cho bọn Trung Quốc nó thích lắm. Rồi tiếp này. Kiếm thêm mà kiếm thêm. em đi sang kia làm visa là 3 năm đúng không? Thế em sang kia em thế thì tốt quá còn gì nữa,
Em vừa học xong rồi vừa buôn luôn. Em là mở một cái tài khoản ngân hàng đấy xong em thanh toán trực tuyến luôn. Là xong là ok rồi. Thì em sẽ được 3 năm đi về miễn phí, không phải mất công làm visa gì cả. Nhiều người ta không biết cái đó nên ta bỏ lỡ cơ hội. Người ta không buôn hồi xưa không đi buôn. Mở cái là xong mà. Không phải không vấn đề. Hết 3 năm là visa nó sẽ hết hạn thì cái tài khoản của em nó sẽ hết hạn thôi. Thì em cứ trong 3 năm đó em cứ làm buôn bán kinh doanh như bình thường. Cho mà không vấn đề gì cả. Người nước ngoài có thể mở tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc với điều kiện là gì? Là lưu học sinh này ở khoảng từ 1 năm trở lên đấy, hoặc là những người tư nhân này, hoặc là những người định cư lâu dài, là 3 trường hợp này có thể làm mở tài khoản ngân hàng. Thế thì anh cứ đi sang đi buôn, vừa học vừa đi buôn là tốt nhất. Anh tệ không sợ, không lo. Hồi xưa anh không biết cái trò đó nên là bây giờ anh lại thấy tiếc. Nhập hàng Taobao, thế em nhập hàng Taobao cho em bán về cho người Việt Nam. Em mở một trang web xong rồi em bán hàng Taobao thì em sẽ mất cái phí đỡ mất cái phí gì đó, phí đặt hàng gì đó vì lung tung. Em tiết kiệm được rất nhiều chi phí. À, đơn giản. Em bán trên Facebook nữa. Em bán ở Trung Quốc nó chặn Facebook đấy. Em phải lập một trang web. Chậm lắm, nó không ăn thua. Đúng rồi, thầy, em có thể Zalo nhưng mà như bán hàng Zalo nó không hiệu quả. Bán hàng trên website là tốt nhất. Là vì Zalo này thì nó chắc là ít dùng. Facebook đấy nó chặn nó vào chán lắm. VPN đó. Nó nhanh hơn mình 1 tiếng. Bây giờ là 7 giờ đúng không? Thì nó 8 giờ. Nói chung em sang đây em cứ xác định là em mở tài khoản ngân hàng xong em đi buôn. Sao cứ Vẫn chưa. Chè gì? Có cái quán vỉa hè, trà đá vỉa hè ngay đây đấy. Rõ ràng trái vỉa hè đấy này. Về trà đá. Đi trà đá vỉa hè đấy ngay đây cho nó rẻ. Cho bình dân. Thích à? Em đi sang kia, xác định đi buôn là vừa kiếm tiền vừa học, vừa kiếm tiền vừa có tiền vừa đi học. Okay.